Trâm Anh cùng chương trình Nhịp sống đô thị xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, nằm ở cửa ngõ phía Tây Bắc của tỉnh Nghệ An, thị xã Thái Hòa là đầu mối giao thương, buôn bán, là điểm gặp gỡ các tuyến giao thông huyết mạch kết nối vùng. Năm 2008, thị xã Thái Hòa được thành lập theo Nghị định số 164 của Chính phủ. Sau hơn 15 năm xây dựng và phát triển, thị xã Thái Hòa đang vươn mình phát triển mạnh mẽ để sớm trở thành đô thị trung tâm vùng Tây Bắc Nghệ An. Đó là câu chuyện mà vấn đề đô thị tuần này sẽ đề cập. Nhưng trước hết là những thông tin đô thị nổi bật mà chúng tôi vừa cập nhật. Tại phiên họp thường kỳ tháng 10 năm 2024, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đã thông qua dự thảo chương trình phát triển đô thị tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo chương trình, Nghệ An phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh đạt 34-36%. Đến năm 2030, toàn tỉnh có khoảng 40-45 đô thị, trong đó có một đô thị loại 1 là thành phố Vinh mở rộng, hai đô thị loại 3 là thành phố Hoàng Mai và thành phố Thái Hòa, từng bước mở rộng không gian phát triển các đô thị trọng điểm và các đô thị cấp vùng, kết nối mạng lưới đô thị toàn tỉnh bằng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hoàn chỉnh, khép kín, liên thông. Lễ kỷ niệm 10 năm sân ca ví dặm Nghệ Tĩnh được UNESCO ghi danh sẽ được tổ chức vào tối ngày 23 tháng 11 năm 2024 tại quảng trường Hồ Chí Minh, thành phố Vinh. Để chào mừng sự kiện đặc biệt này, hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh sẽ tổ chức nhiều chương trình hoạt động như cuộc thi sáng tác, soạn lời dân ca ví dặm, liên hoan trình diễn các di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam được UNESCO ghi danh, hội nghị hội thảo quốc gia đánh giá công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh. Từ ngày 22 đến 26 tháng 11 năm 2024 sẽ diễn ra triển lãm Sắc màu di sản văn hóa, thiên nhiên và sản phẩm thủ công truyền thống Việt Nam, dự kiến thu hút 20 tỉnh thành tham gia. Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ về công tác quản lý, điều hành giá những tháng còn lại của năm 2024. Theo đó, các bộ ngành, địa phương tập trung theo dõi sát diễn biến giá các hàng hóa chiến lược trên thị trường thế giới, chủ động phân tích, dự báo, kịp thời cảnh báo các nguy cơ tác động đến mặt bằng giá trong nước, bảo đảm mục tiêu kiểm soát lạm phát năm 2024 khoảng 4%. Bên cạnh đó, chủ động công tác dự trữ các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu để đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán. Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 145 về kinh doanh casino. Theo đó, đối với doanh nghiệp kinh doanh casino đầu tiên được cấp có thẩm quyền cho phép thí điểm cho người Việt Nam vào chơi casino. Thời gian thực hiện thí điểm đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024. Kết thúc thời gian thí điểm, doanh nghiệp thực hiện thí điểm dừng cho người Việt Nam vào chơi casino cho đến khi chính phủ ban hành nghị định về việc chấm dứt hoặc cho phép người Việt Nam vào chơi casino. Theo Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghệ An xác định xây dựng 6 trung tâm đô thị tạo động lực dẫn dắt phát triển. Trong đó, phát triển thị xã Thái Hòa gắn với Nghĩa Đàn trở thành đô thị động lực trung tâm vùng phía Tây Bắc Nghệ An. Phường Long Sơn, một trong những đô thị trung tâm của thị xã Thái Hòa. Không gian đô thị hiện đại với những tuyến đường giao thông mới, nhiều dự án hạ tầng đô thị, kinh doanh thương mại đã và đang hoàn thiện. Trên địa bàn phường có di chỉ khảo cổ học Làng Vạc, tiêu biểu cho nền văn hóa Đông Sơn, là điểm tham quan, nghiên cứu nổi tiếng, có giá trị cho phát triển du lịch. Trong quá trình phát triển, cấp ủy, chính quyền đã chú trọng công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, gắn kết hài hòa với xây dựng đô thị trẻ, khang trang, hiện đại bên dòng sông Hiếu. Đến nay, phường đã hoàn thành 9 tiêu chí và 52 nội dung về chuẩn đô thị văn minh theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, phấn đấu trở thành phường đầu tiên trên địa bàn thị xã Thái Hòa đạt chuẩn đô thị văn minh. Trong cái lộ trình phát triển cái đô thị vùng trung tâm ấy, thì tại địa bàn Long Sơn thì hiện nay cũng cơ bản là có 3 nhóm công trình. Nhóm công trình thứ nhất đó là cái công trình do tỉnh quyết định, như là đường tránh đi qua thị xã. Nhóm thứ hai là cái nhóm công trình của các cái doanh nghiệp là chủ đầu tư. Và cái nhóm công trình số 3 đó là do công trình do huyện và do địa phương
làm chủ đầu tư như là điện, đường, tường, trạm, có phần thúc đẩy cái đô thị. Chúng tôi vận động người dân chấp hành tốt cái chủ trương chính sách về đền bù giải phóng và tạo điều kiện để hướng dẫn các nhà đầu tư là thực hiện nhanh gọn nhất các cái thủ tục theo đúng quy định pháp luật. Nghị quyết số 02 ngày 2 tháng 7 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng, phát triển thị xã Thái Hòa thành đô thị trung tâm vùng Tây Bắc Nghệ An đã xác định mục tiêu xây dựng thị xã Thái Hòa trở thành đô thị loại 3 vào năm 2025, thành phố trực thuộc tỉnh trước năm 2030. Để mở rộng không gian đô thị, phát triển cơ sở hạ tầng, kiến trúc, cảnh quan, các công trình, dự án đưa vào hạng mục đầu tư công ở thị xã được đánh giá, lựa chọn kỹ càng, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với quy hoạch, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội. Công trình cầu Khe Dê nên nằm trên tuyến đường huyết mạch nối liền giữa thị xã Thái Hòa và huyện Nghệ Đàn. Thị xã Thái Hòa tạo mọi điều kiện hết sức về phần nguồn vốn mặt bằng 12 tháng đã hoàn thành được hơn 90% khối lượng công việc rồi. Nếu thời tiết cho phép thì trong vòng 1 tháng nữa sẽ hoàn thiện tất cả công trình. Khi mà chưa có cầu á thì là nhân dân đi lại rất vất vả, rất khó khăn. Thật tuyệt vời, sau khi mà đã có cái cầu này, nhân dân rất phấn khởi, tin tưởng và phát triển giao thông thuận tiện để rồi là sớm đưa thị xã Thái Hòa chúng ta đạt được cái đô thị loại 3. Để hỗ trợ phát triển thị xã Thái Hòa trở thành đô thị trung tâm vùng Tây Bắc Nghệ An, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành nghị quyết quy định một số chính sách đặc thù về cơ chế, tỷ lệ điều tiết nguồn thu từ tiền sử dụng đất, quy định mức hỗ trợ nguồn kiến thiết thị chính, mức hỗ trợ xi măng giai đoạn 2021-2025. Trong 5 năm gần đây, thị xã Thái Hòa đã thu hút được 11 dự án với tổng mức đầu tư trên 2.100 tỷ đồng và hiện đang tích cực thu hút 3 dự án với tổng mức đầu tư gần 1.190 tỷ đồng. Thị xã Thái Hòa tận dụng tối đa các nguồn lực từ cơ chế đặc thù hỗ trợ thị xã, tập trung cải thiện môi trường đầu tư để thu hút các nhà đầu tư các dự án công nghiệp, thương mại vào các cụm công nghiệp, tích cực phối hợp với các cơ quan cấp tỉnh tìm kiếm nguồn lực từ các nhà đầu tư nước ngoài, từ các tổ chức nước ngoài để thực hiện các dự án hạ tầng đô thị như là hệ hạ tầng xử lý nước thải, hạ tầng thoát nước, hạ tầng chống ngập úng. Thời gian vừa qua thì thị xã Thái Hòa đang tập trung lập các cái quy hoạch phân khu, lập các cái chương trình phát triển đô thị, quy chế quản lý kiến trúc đô thị và cái đề án đô thị công nhận đô thị loại 3. Để đạt được cái tiêu chí về diện tích dân số theo tiêu chuẩn của thành phố thì cần sự giúp đỡ của các cấp ban ngành cấp tỉnh. Ở đây có liên quan đến mở rộng địa giới hành chính. Do đó mà thị xã Thái Hòa đang tập trung cũng như phối hợp với các ban ngành cấp tỉnh để triển khai các bước theo đúng trình tự để sớm đưa thị xã Thái Hòa trở thành thành phố theo như kế hoạch đã đề ra. Với mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh, thị xã đã tăng cường công tác chuyển đổi số. Thái Hòa là đơn vị cấp huyện duy nhất trên cả nước xây dựng thành công đơn vị thí điểm kiểu mẫu trong thực hiện đề án 06 của Chính phủ. 6 tháng đầu năm 2024, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt trên 99%. Tỷ lệ số hóa kết quả hồ sơ đạt 98,61%. Cấp ủy phường đã xác định đây là cái nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt và là cái khâu đột phá để phát triển. Trọng tâm của phường trong thời gian vừa qua là thực hiện chuyển đổi chính quyền số, một số cái chỉ tiêu vượt chỉ tiêu đề ra như là cái dịch vụ công trực tuyến thì đã thực hiện đến 90%. Rồi là các cái tỷ lệ hồ sơ giải quyết trên môi trường mạng thì cũng đạt trên 90%. Hiện nay, thị xã Thái Hòa đã đạt được 86,03 trên 100 điểm theo tiêu chí đô thị loại 3. Dự ước đến cuối năm 2024, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 84,2%, tỷ lệ đô thị hóa đạt 87,3%, tỷ lệ phường đạt chuẩn văn minh đô thị đạt 100%. Thị xã quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu để được công nhận đô thị loại 3 trong năm 2024, sớm hơn một năm so với mục tiêu nghị quyết số 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra.
để tiếp tục thực hiện các cái mục tiêu, nhiệm vụ, cái nghị quyết 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy sớm xây dựng Thái Hòa trở thành đô thị ba trước năm 2025 và trở thành thành phố trực thuộc tỉnh trước năm 2030. Ban Thường vụ Thị ủy Thái Hòa đã đề ra nhóm nhiệm vụ giải pháp lớn là hoàn thành cái việc điều chỉnh quy hoạch chung và phê duyệt các quy hoạch phân khu để có cái cơ sở quản lý và kêu gọi đầu tư. Cái thứ hai là cải thiện mạnh mẽ cái môi trường đầu tư kinh doanh, tập trung phát triển và thu hút các cái dự án động lực, các cái dự án lớn có cái tính đột phá, huy động và sử dụng hiệu quả mọi cái nguồn vốn trong xã hội để mà đầu tư xây dựng cái kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ, trong đó ưu tiên là cái hệ thống hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị, hạ tầng khu công nghiệp. Tại phiên họp thường kỳ tháng 8 năm 2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã thống nhất chủ trương xem xét việc lập đề án quy hoạch mở rộng không gian đô thị Thái Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây sẽ là cơ sở để thị xã Thái Hòa tích cực, chủ động để tập trung đầu tư có trọng tâm, trọng điểm cho hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội, nỗ lực hoàn thành mục tiêu xây dựng Thái Hòa trở thành thành phố trực thuộc tỉnh trước năm 2030. Chuyên mục Sống Xanh đã kết thúc chương trình Nhịp Sống Đô Thị hôm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Nghệ An. Trân trọng cảm ơn công ty cổ phần Golden City đã đồng hành cùng chương trình này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.